vùng đất Cơ Sa Kim Linh cổ xưa được bao bọc bởi dãy Giang Màn thuộc hệ thống núi Trường Sơn hùng vĩ. Đó là nơi quần cư sinh sống của cộng đồng cư dân các dân tộc Chứt, Bờ Ru Vân Kiều, người Nguồn Minh Hóa. Ăn rừng, ở suối và mặc váy, không gian sống từ thổ hồng hoang khai mở được lưu dấu qua hành trình lịch sử và phản ánh trong tập quán ăn, mặc, ở để tạo ra giá trị văn hóa. Ngày xưa, nếu như người Chứt ăn bột nhúc ở hang, che thân bằng các vật liệu từ vỏ cây rừng, thì người Bờ Ru Vân Kiều và cộng đồng người Nguồn ăn cơm bồi, mặc váy và ở nhà sàn. Ăn không chỉ đơn thuần để sinh tồn, mà cùng với mặc và ở cấu thành nên quan niệm về thế giới tâm linh và tín ngưỡng, soi chiếu tập quán lao động, phản ánh khách quan sự hình thành và phát triển. Ẩm thực của cộng đồng cư dân các tộc người ở huyện Minh Hóa phong phú, đa dạng. Đó là sự sáng tạo độc đáo ấn tượng trong chế biến. Ẩm thực được trao truyền qua nhiều thế hệ là chìa khóa mở cánh cửa lịch sử, mở ra chiều sâu văn hóa, còn chứa đựng nhiều bí ẩn của các tộc người ở miền đất thượng nguồn Linh Giang xưa và nay. Minh Hóa thì có rất nhiều món ăn, mà mỗi món ăn ấy, nó gắn liền với nhiều cái câu chuyện và gắn với đời sống sinh hoạt và tập quán tâm linh hàng ngày của đồng bào các dân tộc Minh Hóa. Xuyên suốt dãy núi Giang Màn, vỉa đá vôi lưu lại biến đồng địa chất bằng sự hiện thành địa mạo với vệt đứt gãy cát tơ khá đặc trưng để tạo ra hệ thống hang động, sông ngầm và hệ sinh thái. Nằm ở vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, núi Giang Màn trập trùng bao phủ bằng thảm thực vật phong phú. Đó là mái nhà thiên nhiên bao la, che chở và cung cấp nguồn thức ăn đa dạng trong chuỗi sinh học cộng sinh của tảo hóa. Đất Cơ Sa được phân bố địa hình cao thấp khác nhau và tương ứng với đó là ranh giới phân chia vùng dân cư. Bên dưới đỉnh Giang Màn, phía đông Trường Sơn là nơi cư trú của cộng đồng Bờ Ru Vân Kiều. Thấp hơn là nơi sinh sống của người Chứt hay còn gọi là người Còi. Đất Kim Linh trải dài một miền trung du rộng lớn và màu mỡ, được bồi đắp phù sa từ lưu vực các con sông, dòng suối lớn nhỏ đổ về dòng Linh Giang. Đó là địa bàn định cư của người Nguồn Minh Hóa. Trồng sắn, trỉa ngô, gieo lạc và cấy lúa. Các nguồn gen cây lương thực bản địa thích ứng với thế giới tự nhiên và được chế biến tổng hòa trong món cơm bồi. Món đặc trưng phản ánh về một nền nông nghiệp có mặt sớm trong hành trình định cư của người Nguồn trên miền đất Cơ Sa Kim Linh. Cơm bồi chế biến từ các loài lương thực để tạo ra bồi xào, hay còn gọi là bồi ngô, bồi gạo tẻ, bồi gạo nếp, bồi đậu xanh, đậu đỏ. Mỗi loài cơm bồi mang một câu chuyện và sự tích về cuộc sống của người Nguồn. Ta trung máu cho tình mùa bồi nghĩ lầm người thương ơi, con tự cho con rồi ốc mà nó ngồi ở trên văng. Thì Minh Hóa mình á thì cái ẩm thực nó rất phong phú, như ngày xưa là thường người ta ăn bồi với ốc làm cái món chính. Hiện nay thì nó cũng khác xưa rồi, nhưng mà thì bồi với ốc tự nhiên là trở thành đặc sản.
cho đến mùa bồi để con ốc đực nó ngồi lên mâm. Khi cất lên điều hò thuốc, tái hiện công việc đi bắt cá trên suối, và ngay trong lời ca của điều hò ấy là không gian lao động đến không gian ẩm thực đầy tính tương tác gắn bó. Trước đây, việc bắt cá bằng lá cây tèn của một thôn xóm đã trở thành tập quán lao động mang tính cộng đồng của người nguồn Minh Hóa. Cá trên dòng suối về đến gian bếp được những người phụ nữ chế biến thành nhiều món ngon. Trong đó, món pèng cá là một bí quyết làm cá muối chua của người nguồn. Ở đây, ô làm mấy chục ngày rồi đi rõ? 20 ngày rồi. 20 ngày là vừa ngon, chứ con quả là không, quả nó chua quá, nó mất ngon. Ngày xưa là phải làm của ni ăn nó được lâu. Với tập tục ngày xưa của mình là ăn cơm mới đấy ô hề. Gạo mới vô đó là ăn cả đi là ăn ngon chứ nào hề. Chứ nào gà hải lúa về đây bắt rang rồi bỏ vô giả xong rồi lấy của ni ra nấu ăn luôn cơm mới là ngon nhất đời đó. Rồi canh mít rồi cả chua mà ăn cơm mới. Ra con đặc sản của người nguồn Minh Hóa ra đây là rửa đó. Có người làm họ thì chua, có người làm không được chua mua hề, ăn gần túi. Có người không lại biết làm. Cá suối, rau rừng, thiên nhiên đã ban tặng cho cộng đồng các dân tộc Minh Hóa một nguồn nguyên liệu dồi dào để các bữa cơm hàng ngày luôn phong phú các loại thực phẩm từ tự nhiên. Ôi. Khi thời tiết chớm đông, cây tro xòe tán rồng, ngã chín buồng quả, từ màu xanh sang màu tím biếc. Đó cũng là lúc người nguồn bắt đầu hái tro để chế biến thành món ăn. Rồi húp nè. Cùng thời điểm đó, mùa lung cung rổ đồng. Con lung cung từ cánh đồng có mặt trong gian bếp của người nông dân để hòa với vị khai nồng từ lá môn rừng, dã nhuyễn với gạo tấm và trái ớt tươi mà làm nên món ăn dân dã khó quên trong ký ức của người nguồn. Bé ơi, bé còn biết con đi con kiếm bé. Đúng cúng. À đúng rồi, con bé lúc ấy chờ nhiều mà chưa được ăn. Chứ để bác cần đi nấu cách nấu đi cho bé hiểu thì bé làm là ăn nhá. Dạ. Bé gia vị các gia vị bé nhá. Dạ. Để mình bác bộ nhá. Chứ cần sôi cũng xong để bác bỏ môn của con nhá. Môn bé này. Cái môn đi là làm cái răng là gì? Môn của đây hồi mê nhá. Dạ. Họ hàng họ ngắt về xong họ sắt cho nhổ ra rồi đặt họ bỏ củ cối thôi nhá. Họ bỏ thêm gạo với tí mấy có một gạo là con á. Mình xay lúa ra rồi có một nhổ là con á. Hương liệu để làm gia vị trong các món ăn của người nguồn là những mầm xanh của sự sống được tạo hóa ban tặng. Mỗi loài cỏ cây có một hương vị riêng, để từ mưa nắng của đất trời mà mỗi thứ lá quả trên đài ngàn đã kể về sự khám phá qua hành trình chọn lọc để con người phát hiện ra giá trị ẩm thực. Gian bếp của người Minh Hóa vẫn nhen đỏ ngọn lửa nguồn cội. Hương vị của món ăn dân gian quen thuộc vẫn cứ được các mẹ, các chị, các em gái nguồn cần cù, khéo léo, chế biến như cách mà họ được truyền lại từ các bậc tiền nhân. Các cộng đồng dân tộc anh em sinh sống trên miền đất Cơ Sa, Kim Linh có đến hàng chục món ăn đặc trưng mang hương vị riêng của núi rừng, là sự nêm nếm gia vị rất riêng biệt, và trong đó dấu ấn đặc trưng nhất vẫn là các món canh nấu từ rau quả rừng. Món lông cung ngon chị bởi lẽ con đã ăn. Đây là những món ăn thường nhật của người nguồn Minh Hóa, gồm có thế này: món nấu với hợp nhất là khô. Ngày xưa là người
con rừng con rủ mà được phép á, người ta nấu với khô con mát ấy, con hoặc khô lần con lần rừng. Thì bây giờ người ta không có nữa, người ta chỉ biến ra là khô nấu với da trâu, da bò, da bê, rồi là gia vị của nó là chiêm vào gọi là trơn này, rồi là lá lá măng ít, rồi là rau tớn, các món rau tớn thường thì xào với là tôm, tôm khe, rau tớn thì xanh, tôm khe thì đỏ, nghệ tươi. Còn là món này là món ít nơi có là cá thính, thêm cả gì, ngoài khe rửa sạch khô nước đi, rồi tôi là trộn với bột ngô, rồi bỏ bình xanh ấy úp lại trên cái chậu nước để cho khoảng 15-20 ngày là ăn được. Món này là cái lá trên rừng thì gọi là lá tẩy mọc giữa chân lé đó, và thường nó hợp là nấu với con lông cung, con nhỏ nhỏ đây đây. Con này là con oan oan. Con này là con lông cung này. Con lông cung. Lông cung là nó phóng theo mùa. Thà rằng đau ốm mà nằm, chớ ai nỡ bỏ chờ rằm tháng 3. Hồi rằm tháng 3 của cộng đồng các dân tộc anh em Minh Hóa diễn ra cuối mùa xuân. Mang các sản vật xuống chợ để trao đổi, mua bán. Phiên chợ rằm Minh Hóa tràn ngập các nguyên liệu để chế biến các món ẩm thực, mang không gian lễ hội, văn hóa tín ngưỡng, tâm linh cho đến các món ăn dân dã. Canh trứng kiến, canh ong nấu chua, cá khe nấu lá nhút, lá bún, các món nướng từ thực phẩm cá suối, lợn bản và hàng chục món ăn khác mà tùy vào khẩu vị của mỗi người, mỗi gia đình để theo chân người đi chợ về gian bếp. Khi chợ rằm tháng 3 khai hồi cũng là lúc mở ra cánh cửa ẩm thực phong phú, các món ăn đầm chiều sâu văn hóa và mang bản sắc riêng có của miền đất chè xanh mật ngọt. Ta anh thương em cũng giảm hèn hoa. Câu đúng trao đi, câu pí đổi lại. Lối hát giao duyên cứ gieo vào không gian của núi rừng, thứ âm hưởng vừa cổ xưa vừa gần gũi. Hàng thế kỷ qua, người nguồn Minh Hóa vẫn cứ hát đúng pí, vẫn cứ chờ đến những ngày chớm xuân, khi tục cơm bưng dâng cha mẹ, ông bà trước Tết cổ truyền vẫn đong đầy một ý nghĩa hiếu thuần của con cháu với bậc sinh thành. Bánh này là gọi là bánh phô. Hàng năm mà đến ngày Tết á, thì trong gia đình con cái là bưng cho cha mẹ ăn là phải có bánh này. Bởi vì bánh này là một cái loại bánh là đặc trưng của người nguồn huyện Minh Hóa, cho nên là cứ hàng năm gần đến Tết là cả con cháu là phải có món này để cho bưng cổ cho bố mẹ ăn. Bánh po từ bột gạo dẻo thơm, từ tình thân mẫu tử ngọt ngào, công cha nghĩa mẹ sinh thành dưỡng dục. Mâm cơm bưng không chỉ là dịp con cháu sum vầy đoàn tụ, mà đó là lúc dẫn dắt con người đến với nguồn cội, mở ra lịch sử hình thành văn hóa, xây dựng đức tin vào thế giới tâm linh, thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thờ các vị thần linh trong thế giới vũ trụ. Lễ cơm bưng như một ngày hồi ẩm thực của các gia đình xứ nguồn. Mỗi người con đã trưởng thành vẫn còn có cơ hội được dâng cha mẹ mâm cỗ trước tế cổ truyền là hạnh phúc lớn. Đó là thời khắc gia đình sum vầy, đoàn tụ. Và đó cũng là những ngày người nguồn Minh Hóa bước vào những thời khắc rộn ràng chuẩn bị ẩm thực Tết cổ truyền dân tộc. Người nguồn đã có giữ được cái nét văn hóa
đậm đà bản sắc là bưng cổ Tết cho ông bà cha mẹ và cái bậc cao niên ăn trước Tết Nguyên Đán. Đây là một cái phong tục tập quán mà người Nguồn Minh Hóa vẫn giữ lại trọn vẹn trong phong tục tập quán đón Tết của cái người Việt cổ chưa. Tết đã đến khi nồi bánh ro chín tới. Cũng giống như miền xuôi, Tết là dịp đong đầy cảm xúc hoài niệm. Đó là thời khắc căn bếp đỏ lửa, quyền khói với hương vị của những món ăn thân thuộc. Nồi canh từ lõi thân cây chuối rừng nấu với xương lợn mà người Nguồn hay các cộng đồng dân tộc Chứt để Du Văn Kiều vẫn gọi là món lóng. Mâm thờ cúng của ông bà thì ngày Tết á thì các nơi cũng làm, nhưng mà đều ở huyện Minh Hóa là khác ở chỗ á, là tất cả những cái món truyền thống thì phải nấu lên cúng cho ông bà tổ tiên. Ví dụ như là những cái cây ở trên rừng, ví dụ là nấu mình đi hái về rồi nấu những cái món rất là đặc trưng. Tất cả nhiều món lắm, ví dụ là món ốc này, món chuối hâm này, hoặc là nấu lỏng này, hoặc là các thứ nấu cá đó, cá khe. Những quả chuối mang hương vị chát thấm mưa nắng nhọc nhằn cuộc sống qua bàn tay chế biến của những người phụ nữ Nguồn mà làm nên món canh quyền đủ vị chát, đắng, béo, ngọt, bùi, cay. Ăn như một sự nếm trải, ẩm thực của xứ Nguồn hồi tụ cả một thế giới quan, mang một triết lý sinh tồn đầy bản ngã mà Tào Hóa đã ban tặng. Đây là chuối hâm. Chuối hâm là mình mua chân giò, mua chuối bên chợ bán á, về rồi mình khúc ra, rồi gia vị rồi bắc lên rồi nấu thôi. Cái này từ trước là bố mẹ mình hay nấu ăn, chứ bố mẹ dạy cho thì chứ mình cũng làm được. Ngay Tết vịt có đám kỳ, đám rộ chỉ là họ cũng hâm của đi họ ăn. Chân giò với gia vị phải cho nhiều, bỏ thơm vô cho nhiều để cho lên hương vị cho ngon. Bác lên nấu là lửa đừng có cho tốt lắm, mà lửa vừa vừa thôi, bằng than để cho hẳn chuối hẳn ngon. Còn mà nấu mà lửa mà tốt quá thì chuối hẳn không ngon. Khả năng gia đình mô cũng biết nấu, bởi vì trước đây là bố mẹ cũng hay nấu. Đây là một ăn truyền thống của gia đình này, ai có ngay Tết này, ngay Tết với đám đám dỗ là ai phải có hết này. Bây giờ đi rồi đây. Đây, xin đi bắt xong đi. Gian bếp của người Nguồn trong 3 ngày Tết chẳng bao giờ tắt lửa. Hàng chục món canh truyền thống và hàng chục món kho, nấu vừa mộc mạc vừa cầu kỳ trong tẩm ướp gia vị vẫn cứ đường khói đời những bữa cơm Tết đoàn viên. Các món ăn của các dân tộc ở trên huyện Minh Hóa thì có một cái đặc trưng riêng, đó là tất cả những cái cây mà ở trên rừng á thì mỗi cây là có mỗi cái vị khác nhau. Tất cả những vị đó là người dân ở đây là lấy về bổ sung thêm các gia vị rồi bảo nấu, đó là món ăn truyền thống của quê hương Minh Hóa. Ví dụ như là mùa hè thì mình nấu những cái lá chua, ví dụ là bún hoặc là lá ngút, nấu với cá khe. Còn nếu như mà trời mùa đông á thì nấu những các món cay cay một chút,
ví dụ là quả bún là nấu trên mùa đông là ăn rất ngon, có vị cay và vị thơm, chua chua, ngọt ngọt. Hơn 75 tuổi, đi qua cuộc đời gắn bó với sự phát triển văn hóa của quê hương, ông Đinh Xuân Đình, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa huyện Minh Hóa, đã yêu mỗi món ăn từng nuôi lớn tâm hồn tuổi thơ ông. Những món ăn đã gieo vào cảm xúc mỗi cá thể để làm nên bản sắc của cả cộng đồng cư dân. Hàng chục công trình nghiên cứu văn hóa được xuất bản, trong đó tuyển tập văn hóa ẩm thực dân gian các dân tộc Minh Hóa đã phản ánh về một không gian văn hóa ẩm thực phong phú và đặc sắc của miền đất thượng nguồn Linh Giang. Có thể nói rằng là cái ẩm thực của Minh Hóa có những cái nét rất là độc đáo riêng. Vì vậy thì trong thời gian qua thì huyện cũng đã triển khai rất là nhiều nội dung để bảo tồn, giữ gìn và phát huy những cái giá trị từ những cái món ăn truyền thống ở trên địa bàn. Đặc biệt thì hàng năm tại cái lễ hội rằm truyền thống tháng 3, huyện cũng đã ngoài những cái hoạt động chung trong cái lễ hội thì huyện cũng đã ưu tiên tổ chức những cái gian hàng ẩm thực để qua đó du khách thập phương biết thêm và biết đến những cái món ăn truyền thống ở trên địa bàn. Định hướng trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, có những cái hoạt động để giữ gìn bảo tồn những cái giá trị truyền thống, nhất là những cái ẩm thực trên địa bàn của huyện. Trong đó trước mắt là sẽ ưu tiên mở các cái lớp đào tạo nghề gắn với đào tạo những cái chế biến những cái món ăn truyền thống ở trên địa bàn. Cái vấn đề thứ hai nữa là sẽ khuyến khích các cái nhà hàng, các cái doanh nghiệp du lịch thì đưa những cái thực đơn, những cái món ăn truyền thống ở trên địa bàn vào cái thực đơn cho du khách, để qua đó du khách biết và hiểu thêm những cái món ăn truyền thống ở trên địa phương, gắn với cái việc là triển khai đồng bộ các cái nội dung để phát triển du lịch trên cơ sở là tận dụng các cái tiềm năng lợi thế của địa phương. Ẩm thực cùng với các giá trị thiên nhiên, cảnh quan hùng vĩ của sông núi, của hang động kỳ vĩ và thế giới văn hóa bí ẩn đằng sau các giá trị sống được chắt lọc và sáng tạo trên hàng thế kỷ để còn đó một bề dày lưu dấu trong tập quán ăn mặc ở, lễ hội, tín ngưỡng và âm nhạc truyền thống. Đây là tiềm năng lớn, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị với du khách, cho các nhà đầu tư về kinh doanh dịch vụ du lịch. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 xác định một trong ba cái chương trình trọng tâm, trong đó có cái chương trình phát triển du lịch. Vì trên địa bàn huyện thì cũng có rất là nhiều cái lợi thế, cái tiềm năng. Thứ nhất là về cái cảnh quan thiên nhiên cũng được ưu đãi bởi cái hệ thống hang động ở trên địa bàn, như là hang động Tủ Lan, hang Rục Mon, cùng với đó là các cái di tích lịch sử ở trên địa bàn. Cái này cũng là một trong những cái điều kiện rất là thuận lợi để phát triển du lịch của địa phương. Đặc biệt thì đối với huyện Minh Hóa cũng có những cái nét truyền thống, nhất là những cái món ẩm thực, cái lợi thế để phát triển du lịch là cũng rất là lớn. Do vậy thì trong thời gian tới huyện cũng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các cái giải pháp, rồi phát huy hết cái lợi thế của địa phương để mà phát triển du lịch, trong đó là ưu tiên bảo tồn những cái giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương. Qua miền đất bí ẩn của thiên nhiên, con người tìm thấy lịch sử hình thành của trái đất, của sự sống vốn phong phú và vô cùng thú vị của thiên nhiên bao la. Trong bí ẩn của một nền văn hóa, khi lấy ẩm thực làm chìa khóa để mở ra lịch sử về tộc người, về sự hình thành lao động và tìm kiếm nguồn thức ăn để sinh tồn, thì sẽ tạo ra các giá trị văn hóa khác nhau. Sự thú vị mang đến dấu ấn, tạo nên cảm xúc, đó là những gì làm nên sự thu hút cho các tour du lịch đang được khai thác đưa vào hoạt động tại huyện Minh Hóa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở Minh Hóa thì có rất là nhiều món ăn và mang cái âm hưởng của núi rừng. Đó, cho nên nhưng mà những cái món ăn đó khi được chế biến ở mỗi cái bối cảnh khác nhau á, nó sẽ đem lại chúng ta những cái cảm nhận và cảm xúc khác nhau nữa. Và một nơi thơ mộng như thế này thì mình thấy rất là tuyệt vời, đồ ăn rất là tuyệt vời. Đó, thì nơi đây nó có thể hiện một cái nét đặc trưng bởi vì mình sử dụng cái thực phẩm trong cái môi trường là không khí rất là trong lành. Đấy, ở hệ thống hang Rục Mòn. Đấy, thì mình thấy rất là tuyệt vời đấy. Our local food is really really good. Sau khi mà được thưởng thức tất cả các đặc sản địa phương ở đây á, thì bạn cảm thấy cái trải nghiệm thức ăn ở đây rất là đặc biệt đối với bạn. Tất cả có rất là nhiều cái vị tươi và mới đối với bạn á. Bạn chưa hề thử qua trước, ví dụ như là cái muối chéo này. Bạn cảm thấy cái phần trải nghiệm về thức ăn nó cũng là một phần rất là quan trọng để đóng góp nên cái sự trải nghiệm tuyệt vời ở Việt Nam ạ. Không gian ẩm thực thay đổi theo sự vận động của cuộc sống. Nhưng hương vị và nguyên liệu là các giá trị tạo ra bản sắc vẫn được gìn giữ và phát huy. Ẩm thực là chìa khóa mở ra khoái cảm hưởng thụ của con người và cũng là chìa khóa cho những ai yêu thích khám phá, tìm hiểu văn hóa, lịch sử hình thành và phát triển từ sơ khai đến nền văn minh của một cộng đồng cư dân.